Xin chào các bạn. Nay mời các bạn đến với một video nói về hội đồng hương quê hương tôi các bạn. Quê hương tôi là xóm 3, Văn Sơn, Đô Lương, Nghệ An. Hôm nay và hôm nay là ngày kỷ niệm 63 năm ngày thành lập hội đồng hương, gặp mặt đầu xuân. Đây, hôm nay trong buổi hôm nay là có hơn 20 bông một mặt. Vin ơi, Vin siêu bằng con lại theo mạnh sông quê ơi, con sông hiền hoa lắm mừng chờ em đi qua. Con cháu dâu rể đồng hương xã Văn Sơn, Đô Lương, Nghệ An họp mặt đầu năm các bạn. Đây, tôi sẽ đi một vòng để review cho các bạn xem những gương mặt trong hội đồng hương Văn Sơn, Đô Lương, Nghệ An. Đây, phải quay cái từ đây. Đây là quyển sách Văn Sơn quay tôi. Chào hay quá bà. Chúc bà mạnh khỏe. Bạch Hải, Bạch Hải Đường. Mở đầu chương trình buổi gặp mặt hôm nay là chương trình văn nghệ đầu xuân. Ban tổ chức xin được kính mời tất cả các vị đại biểu khách quý có mặt trong hội trường ngày hôm nay trở về sân khấu khán đài để đăng ký những tiết mục văn nghệ mà mình yêu thích nhất để dành tặng tới tất cả những người đang có mặt trong hội ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Để mở đầu cho chương trình văn nghệ giao lưu hôm nay, xin được mời lên sân khấu xã đội trưởng xã Bắc Sơn sẽ gửi đến chúng ta một ca khúc. Xin trân trọng kính mời anh.
vâng. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể các ông bà, cô bác, anh chị có mặt trong buổi gặp mặt đầu xuân 2023 kỷ niệm 63 năm ngày thành lập hội Đồng Hương Văn Sơn tại Hà Nội ngày hôm nay. Sau một thời gian dài hơn 2 năm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã làm ngừng trệ tất cả các hoạt động, đến nay thì mọi sinh hoạt đã được trở lại bình thường. Và hôm nay, trong không khí vui tươi của những ngày đầu xuân năm mới, Hội Đồng Hương xã Văn Sơn tại Hà Nội tổ chức gặp mặt giao lưu đầu xuân Quý Mão 2023 nhằm kết nối những người con quê hương Văn Sơn ngồi lại cùng với nhau sau những ngày cách trở để trao đổi tâm tư, tình cảm, cùng giao lưu trò chuyện, động viên thăm hỏi nhau. Chú ơi, chú cho con xin một số thông tin về Hội Đồng Hương của mình được không ạ? Bệnh vừa qua và cùng đón nhận những tình cảm nồng ấm của lãnh đạo quê hương dành cho gia đình. 129 hộ gia đình. Đồng thời trong buổi gặp mặt hôm nay, hội cũng muốn và cả Hà Nội và các tỉnh đúng không? Để có những định hướng trong Hà Nội thôi ạ. Xây dựng ban chấp hành Hội Đồng Hương các tỉnh là không có. Ở đây là hội của mình là hoạt động là ai đóng góp hay ai đăng ký thì hoạt động thôi đúng không? Vâng, chứ không phải là toàn bộ người dân của xã đi khắp Hà Nội. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt đón tiếp có sự hiện diện của các quý vị đại biểu khách quý. Xin trân trọng giới thiệu ông Đào Văn Hải, Phó Bí thư Đảng bộ xã Văn Sơn. Để chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Sơn. Để chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Văn Sơn. Để chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Trọng Hải, cán bộ công chức tư pháp xã Văn Sơn. Để chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Thành, đại diện Hội Nông dân xã Văn Sơn. Để chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Cường, Chỉ huy trưởng quân sự xã Văn Sơn. Để chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Nguyễn Văn Mắc. Về phía đại diện ban liên lạc Hội Đồng Hương xã Văn Sơn tại Hà Nội, xin trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Thanh, trưởng ban liên lạc Hội Đồng Hương xã Văn Sơn tại Hà Nội. Để chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Đăng Á, Phó trưởng ban liên lạc Hội Đồng Hương. Để chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và đặc biệt hơn là sự có mặt của gần 100 hội viên là những người con của quê hương Văn Sơn cũng đang học tập, làm việc và sinh sống tại Hà Nội cũng có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các quý vị đại biểu quý, chương trình hôm nay xin trân trọng kính mời ông Lê Văn Thanh, trưởng ban liên lạc Hội Đồng Hương, thay mặt cho ban chấp hành Hội Đồng Hương xã Văn Sơn tại Hà Nội sẽ lên phát biểu chào mừng, báo cáo kết quả hoạt động của hội trong thời gian qua và phương hướng hoạt động của hội trong thời gian tới. Xin trân trọng kính mời ông. Vâng, xin kính chào tất cả các ông anh với chị từ Văn Sơn ra tham gia sự kiện này, và đặc biệt tôi nhiệt liệt chào mừng tất cả hội viên Hội Văn Sơn Đồng Hương Văn Sơn tại Hà Nội đã đến tham dự cái sự kiện hôm nay. Những gì mà dân chương trình đã nói cũng như những cái tiếng hát và lời phát biểu của các đồng chí cái này ấy, tôi cảm giác như là nội dung hoạt động chúng ta đã thể hiện gần hết rồi, đúng không ạ? Tức là cái mục đích của chúng ta đến đây cũng như mục đích hoạt động của hội là kết nối, là quan tâm thăm hỏi lẫn nhau, chia sẻ những thông tin. Kể có thể nói ngay từ buổi đầu mà trong quyển sách mà hiện nay chúng ta đã có trong tay đấy, đúng không ạ, là đã phản ảnh rất đầy đủ cái quá trình hình thành phát triển của Hội Đồng Hương hôm nay. À, nhưng mà ở đây tôi trước hết là cũng đang là đầu năm thì xin thay mặt ban liên lạc là kính chúc tất cả khách quý, tất cả các đồng chí là từ Văn Sơn ra dự sự kiện hôm nay đây, kính chúc tất cả hội viên, tất cả những ai cũng chưa là hội viên nhưng có mặt ở đây,
các cháu sinh viên học sinh đang học tập công tác tại Hà Nội một lời chúc năm mới, năm Quý Mão 2023 dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc và đặc biệt rất thành công trong cuộc sống. Trong cái thời gian vừa qua ấy, là chúng ta cũng như toàn xã hội là chịu cái ảnh hưởng rất lớn của Covid. Và mặc dù vậy đấy, là đâu đó khi mà Covid nó giảm bớt đôi chút thì rất nhiều người gọi điện và nhắn đến cho tôi hỏi rằng là khi nào thọc bắt đúng không, không nào thọc đúng không anh? Tôi rất là băn khoăn mà không biết tôi trả lời thế nào. Chỉ nói khi nào mà nhà nước, chính phủ cho phép mình gặp thì chúng ta tổ chức. Có nghĩa là cái sinh hoạt của chúng ta ấy là phải nói được rất nhiều người quan tâm. Nó thể hiện trong suốt cả cái quá trình mình ra nhé, cái điều đó đúng không ạ? Đấy, thì tôi cũng không muốn là nhắc lại những gì chúng tôi đã viết trong sách, nhưng mà để ra cuốn sách hôm nay chúng ta có đây ấy, là một cái quá trình làm việc liên tục, nhiều cuộc họp của ban liên lạc, trong đó có sự tham gia của lãnh đạo đảng và chính quyền của Văn Sơn thời đó, và sau đó chúng tôi đã mở rộng một cái phong trào gọi là cái đợt huy động mọi người viết bài về Văn Sơn, về mối quan hệ tình cảm bà con Văn Sơn với nhau, đúng không? Và cái mối quan hệ giữa Đồng Hương Hà Nội với quê hương, thì tất cả những cái nội dung đó chúng ta sẽ được đọc ở trong cuốn sách, đúng không? Và để ra đây cuốn sách ấy thì hôm nay tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các đồng chí lãnh đạo cũng như là ban liên lạc, ban biên tập và các nhà tài trợ để cho quyển sách này được ra đời. Và đặc biệt ấy, ở đây ấy, là cảm ơn anh Trương Công Đắc là người đã tài trợ toàn bộ kinh phí, và qua anh thì cái nhà in báo của Học viện Hành chính Quốc gia đã in hộ chúng ta toàn bộ cái này, họ cũng còn phần sửa chữa giúp chúng ta. Và còn một con người nữa tôi đặc biệt cảm ơn, đó là anh Nguyễn Đăng Hà. Anh không ở trong ban chính thức là ban biên tập, nhưng mà anh rất to công để đóng góp vào cái sự hoàn thiện của quyển sách mà chúng ta đang có trong tay này. Nói như vậy cũng không nghĩa là quyển sách nó được hoàn toàn đáp ứng tôi, cá nhân tôi đánh giá rất cao về mặt hình thức cũng như nội dung, đúng không? Trong này có hơn 40 tác giả và viết nên một quyển sách hơn 200 trang. Mà khi mà nêu được ý tưởng để ra quyển sách về Văn Sơn của tôi ấy, thì tôi không thể tin được rằng nó ra quyển sách đẹp và hay thế nào. Tôi không tin. Nhưng mà có cái điều đặc biệt là khi mà quyển sách này ta lên hình rồi ấy, thì có người gọi điện thì cũng quên ra, tôi không nhớ là ai nữa. Nhưng mà anh ấy quyển sách về Văn Sơn cho tôi đăng mấy bài rồi, thì lúc ấy tôi về rất tiếc phải trả lời cho anh ấy là hiện nay rất tiếc là quyển sách đã đóng khôn rồi, cho nên hy vọng rằng anh cứ lưu lại đấy và chúng tôi xuất bản quyển tiếp theo. Đó. Thế thì với cái tình hình như thế này tôi muốn nói cái điều là chúng ta chắc chắn sẽ không dừng lại quyển sách Văn Sơn tập 1 này, đúng không? Mà sẽ còn xuất bản tiếp những quyển sách khác, bởi vì nó có nhiều cái giá trị cho chúng ta bây giờ và cho con cháu mai sau nó sẽ đọc ở đây được, đúng không ạ? Có thể người ta chưa quan tâm hôm nay, nhưng mà để khi người ta đến cái tuổi nào đó rồi người ta mới quan tâm đến. Thì đấy là cái điểm thứ nhất mà tôi muốn báo cáo. Cái thứ hai là cái quyển sổ liên lạc của chúng ta ấy, là cái quyển này là chúng tôi ra đời cho ra đời năm 2017-2018, là quyển thứ ba. Đấy, cái quyển đầu tiên thì nó rất đơn sơ và nó chỉ đâu đó khoảng vài ba chục người thôi. Và quyển thứ hai thì nó lên đến đâu đó khoảng 70-80. Nhưng mà quyển này là chúng ta có 129 hộ gia đình trong quyển sách này. À, và đến hôm nay thì quyển này tôi thấy là nó quá là hậu rồi. Tôi có nhiều người có tên đây rồi nhưng người không còn đây được. Còn có người thì rất nhiều người có đây nhưng mà chưa có tên trong này.
Đấy, thì liên quan việc này ấy, thì chúng tôi vừa mới cho xuống dưới cho trẻ bàn một cái tờ trắng đã in sang thân cột đấy, thì ai mà chưa có trong quyển sách này, ông vừa phát dưới đó, thì đề nghị là bổ sung. Và trong quyển sách này cũng có nhiều người là có tên nhưng mà không có tuổi, cho nên khi mai kia mà muốn tổ chức mừng thọ là hơi khó, cho nên ai mà thấy thông tin của mình thiếu thì đề nghị bổ sung vào. Còn trong thương người đó, còn có nhiều người là điện thoại không bổ sung nữa đó, thành ra là thay số, thì cũng đề nghị là các anh các chị ông bà thay đổi lại. Thế thì về cái hoạt động của chúng ta, dù lại là chỉ có mấy cái việc thôi ạ, đó là thăm hỏi khi có ai trong nhà ốm đau, đúng không ạ? Và đi cũng rất mong là chúng ta thông cảm và thấu hiểu cho cái hoàn cảnh, đúng không ạ? Vấn đề mà tôi muốn thông báo ở đây là cái truyền thống của chúng ta. Bởi vì ở đây là có nhiều người đang mới, đang trẻ, chứ không có thể chưa nắm được một số những cái thông tin để thể hiện được cái quan hệ của chúng ta giữa hội đồng hương, giữa các cái hội viên của chúng ta là Hà Nội với lại địa phương Văn Sơn, đúng không? Thì cái chỗ là chúng ta có nhiều dịp để quyên góp ủng hộ về quê, từ xây dựng đường ở trong Đập Rãnh, xây dựng những đường điện cho cái từ đường điện từ đường bảy vào trong nội sông, đúng không? Rồi góp quỹ hỗ trợ hội viên khó khăn. Và đi sâu xa hơn nữa là cái trạm xá Văn Sơn chúng ta cũng đóng góp rất là tích cực, người thì bằng cái máy siêu âm, người thì màn cho bệnh nhân, người thì giường sắt và người tiền mặt để có những trạm xá mua bàn ghế sách, đó là thể hiện cái tâm huyết, cái tình cảm của chúng ta đối với quê hương chúng ta. Và chúng ta cũng đã từng có một cái đợt tài trợ cho các cháu học sinh nhà nghèo vượt khó. Ông xin chúc đâu đó mong rằng các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe. Và cái mới nhất thật nhiều hạnh phúc và bình an. Cấp 1 Văn Sơn chúc tất cả được nhận cái máy lọc nước của Đức để lấy các cháu bé ở đấy đến nào hàng ngày có nước sạch uống miễn phí. Văn Sơn nhiều sức khỏe, hạnh phúc bình an trong năm mới các bạn nhé. Có thể được vào đây mà tổ chức sự kiện, đúng không ạ? Đấy, như vậy là gì? Với cái ý nghĩa là xây dựng ngôi nhà chung Hà Nội ngày một được đặt đẻ như hôm nay, muốn và nếu nói tập thể thì có tập thể của các ông sĩ quan, đúng không? Rồi tập thể những ông tham gia sáng lập cái trường Đại học Thành Tây là những người nhà tài trợ để giúp chúng ta có những cái bữa ăn rất là có thể gọi là hoành tráng, đúng không ạ? Cá nhân tôi thấy là để mà một cái xã Đồng Hương mà có được cái buổi gặp gỡ và quy mô và chất lượng thế này ấy, không biết đâu nếu muốn nói, nhưng mà Đô Lương chắc chắn Văn Sơn chúng ta là số 1, đúng không ạ? Chúng ta có đáng tự hào không ạ? Tôi thấy là rất tự hào được là người Văn Sơn như hôm nay. Và một cái điều mà tôi muốn nói là chúng ta ở đây phát triển thì quê hương chúng ta ở Văn Sơn cũng đang phát triển hàng ngày, đúng không ạ? Vừa rồi tôi tổ chức học lớp 10 C cấp 3 của tôi tại khu du lịch sinh thái mang tên là Đô Lương Legend, tức là huyền thoại Đô Lương. Như vậy là một lần nữa là tôi xin thay mặt Ban Liên lạc chân thành cảm ơn tất cả các nhà tài trợ. Nếu như mà tôi còn sơ suất chưa nêu được ai thì đề nghị bổ sung cho. Chỉ nhớ bây giờ nó cũng ở cái tuổi 72 rồi, thành ra nó cũng không được như cái lúc nó còn mới. Thế nhưng là rất mong là anh chị là hỗ trợ và thông cảm. Và một điều mà đặc biệt tôi rất cảm ơn đó là tất cả hội viên, đúng không? Nếu như các hội viên mà không nhiệt tình với hội, không quan tâm lẫn nhau thì chúng ta cũng không có được cái tốc độ phát triển để xây ngôi nhà của chúng ta. Giờ chúng ta chưa bao giờ có một cái buổi có một cái người dân chương trình nó hoành tráng và chuyên nghiệp như ngày hôm nay. Đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay, đúng không ạ?
Vâng, và bây giờ tôi xin nói thêm một cái phần nữa, đó là vấn đề tài chính của hội. Đây là một cái phần tài chính, một cái phần mà rất quan trọng, đúng không? Nếu không có nó thì ai làm được cả, đúng không? Rất quan trọng. Thế thì đi ngược thời gian như vậy thì nó sơ sơ ấy. Là ngày đó chúng ta đi nhà tài trợ như là đến góp gạo thổi cơm chung mỗi người 5.000 ra đặt gói bắt vô mì tô vào. Và đến hôm nay chúng ta có một ngân sách tăng dần. Có lúc chúng ta chỉ đâu hơn 1 triệu tiền dư quỹ thôi, không ngân sách. Ông Lê Đình Nguyên này. 30 triệu. Và hôm nay chúng ta có thể vỗ tay hoan nghênh là hôm nay tôi thu 140 triệu thôi của các nhà tài trợ như ngày hôm nay, chưa tính là khoản thu hôm nay. Lê Đình Hà. Đây chúng ta có thể vỗ tay. Đình Du. Đúng không? Thế thì để làm rõ tháng này thì bà Trinh là thủ quỹ chúng ta sẽ lên là thông báo cái tình hình tài chính của các chủ thể tôi. Nhưng mà trước hết đồng hàng tôi đề nghị là chúng ta hoan nghênh tất cả các ông bà tài trợ và tất cả đồng bào của chúng ta. Cho thẳng vào tay. Chị Trinh ơi. Tôi là Trinh ạ. Đã làm chủ quỹ cho hội này được năm nay là 22 năm. Hôm nay tôi xin báo cáo là quỹ của 3 năm là năm 20, 21, 22 đấy, 13 năm không họp mà, nhưng mà chi thì vẫn cứ chi đấy. Nhưng mà là cuối năm 2019 quỹ của chúng ta là bị âm 3.778.000. Đấy là cuối năm 2019. Như vậy là đến năm 2020 này, 2021 thì như vậy là chúng ta vẫn cứ phải chi. Nhưng mà trong này thì như vậy là cái năm 2019 á là anh Thanh anh ứng 6 triệu để làm sách, nhưng mà chưa chi, cho nên là anh lại nộp lại cho tôi là 6 triệu là cái phần này là phần thu. Và anh Dũng Nguyễn Đăng Dũng ủng hộ cho chúng ta 20 triệu. Như vậy là quỹ của chúng ta là thu là có 26 triệu. Đấy. Như vậy là chi trong 3 năm. Thì như vậy là chi như thế này này. Ví dụ âm là của năm 2019 là 3.778.000. Họp ban liên lạc mấy cuộc họp liên là lên hết 2.320.000. Tháng 4 hội viên là 3.400.000. Viếng các cụ và thân nhân của hội viên là 5.385.000. 4 là nộp ban liên lạc huyện Đô Lương 1 triệu. Tài trợ đổi bóng 1 triệu. Chi cho viết sách 60 năm mà chúng ta vừa phát đấy là hết 3.834.000. Sách tặng trường cấp 1 Trà Văn Sơn là 432.000. Và còn nữa là một số chi như vậy là mua phong bì, tiền gửi bưu điện các thứ là hết 51.000. Tổng cộng chi trong 3 năm là hết 21.200.000. Như vậy là tính đến cuối năm 2022 thì tiền của chúng ta còn tồn lại là 4.800.000. Như vậy là chi 21.200.000 mà thu thì 26 triệu. Như vậy là hiện là đến cuối năm 22 quỹ còn 4.800. Báo cáo hồi đồng hương như thế. Còn năm chưa tính tiền mừng thọ. Như vậy là lần này chúng ta sẽ tổ chức mừng thọ là năm 2020 thì đã chi rồi nhưng mà chưa. Và năm 2023 thì 3 năm nữa thì chúng ta chi đây. Như vậy là chi thì tổng chi là hết 18.700.000 là chi mừng thọ mà hôm nay sẽ phát. Đấy. Và hôm nay thì chúng tôi muốn báo rằng là qua cái sự giúp đỡ của là cũng được hơn 100 triệu. Như vậy là và tôi đã nhận của anh Dũng là 68 triệu rồi. Thì hôm nay là tôi sẽ mừng thọ đi làm 18.700.000. Như vậy là tiền quỹ vẫn còn. Đi báo cáo về hội đồng hương như thế. Còn hôm nay cuộc họp hôm nay thì chúng ta thu được 21.700.000. Cuộc họp hôm nay này là của hội đồng hương góp sáng hôm nay là được 21.700.000. Như vậy là báo cáo về hội nghị như thế.
tôi xin hết. Thì cũng đã được lắng nghe cái phần thu chi quỹ. Một lần nữa, toàn thể chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho những kết quả mà chúng ta đã đạt được và những kế hoạch của năm mới. Vâng, kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa bà con, cùng đồng hành với bà con xa quê luôn có sự quan tâm động viên của lãnh đạo xã nhà. Và hôm nay, trong buổi gặp mặt thân mật này, đại diện các đồng chí lãnh đạo xã Văn Sơn cũng đã không quản ngại đường xá xa xôi, vượt hơn 300 cây số để có mặt tại đây với những tình cảm nồng ấm, những bó hoa tươi thắm, những món quà, những lời động viên mang đến buổi gặp mặt này. Tiếp theo chương trình hôm nay, xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Sơn, đại diện cho đoàn đại biểu xã Văn Sơn sẽ lên sân khấu có hoa và quà tặng cho ban chấp hành Hội đồng Hương xã Văn Sơn tại Hà Nội và có những lời phát biểu động viên bà con đồng hương. Xin trân trọng kính mời ông. Xin trân trọng kính mời ông Lê Văn Thanh, đại diện cho ban chấp hành Hội đồng Hương xã Văn Sơn tại Hà Nội sẽ lên sân khấu để nhận hoa và quà của đại diện lãnh đạo xã Văn Sơn. Xin trân trọng kính mời ông. Chú lên sân khấu. Xin toàn thể chúng ta hãy đổ một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn những tình cảm của các vị lãnh đạo xã Văn Sơn gửi đến hội. Thưa bác Lê Văn Thanh, trưởng ban và các bác trong ban liên lạc của Hội đồng Hương Văn Sơn tại Hà Nội. Kính thưa toàn thể các bác, các chú, các cô, các dì, các anh chị, các em và các cháu. Thì hôm nay thì đoàn đại biểu đại diện cấp ủy chính quyền xã Văn Sơn rất vinh dự và phấn khởi tham dự cái buổi gặp mặt đầu xuân năm mới của Hội đồng Hương Văn Sơn Hà Nội. Thì có thể nói rằng là trong 2 năm qua do điều kiện Covid thì chúng ta không tổ chức gặp mặt được, nhưng mà qua dõi theo, qua nghe ngóng, đặc biệt là qua cái báo cáo đánh giá của bác Lê Văn Thanh tại hội nghị này, cũng như là qua cuốn kỷ yếu 60 năm Văn Sơn quê tôi, thì chúng tôi cảm thấy là cái hoạt động Hội đồng Hương chúng ta ngày càng mở rộng, ngày càng gắn kết và có những cái hoạt động hết sức ý nghĩa. Lời đầu tiên thay mặt cho cấp ủy chính quyền xã xin gửi tới toàn thể cán bộ trong ban liên lạc và toàn thể hội viên chúng ta một lời chúc năm mới sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công. Kính thưa toàn thể Hội đồng Hương chúng ta, thì hôm nay thì bên lề thì tôi thấy rằng là cũng rất vui mừng là có vẫn còn các bậc tiền nhiệm, những người dìu dắt cái ban liên lạc ta. Cái điển hình như hôm nay qua bắt tay thì cũng rất vui mừng là các bạn như bạn Trần Văn Bình tuổi cao, những người dìu dắt con em Văn Sơn chúng ta, Hội đồng Hương chúng ta ở những cái thời kỳ nó còn khó khăn. Cho đến hôm nay thì tôi thấy rằng là tổ chức ta lớn mạnh. Hôm nay thì trong cái điều kiện ngày nghỉ, tôi nằm bắt là có một số các bạn chủ tánh được trì thì vì việc riêng là không tham gia được, nhưng mà cũng đang dõi theo cái hoạt động của chúng ta hôm nay. Kính thưa Hội đồng Hương, thì bên cái tòa đàm thì anh em ở xã cũng có chút qua quê, gọi là chút bánh đá vùng của vị quê hương. Thì xin mời toàn thể Hội đồng Hương chúng ta vừa nhâm nhi, vừa uống ly nước, vừa chúng ta vừa tâm sự. Thì tại cái hội nghị này, thì thay mặt cho các vị chính quyền thì tôi xin mạn phép điểm qua một số cái nét tình hình chính về kinh tế xã hội của xã nhà. Vì ở đây tôi biết rằng là cũng có một số các bậc chủ, các em, các anh chị thì có thể là trong nhiều năm liền cũng không có điều kiện về quê, hoặc là có cái thành phần là dấu rể Văn Sơn thì cũng chưa biết về quê Văn Sơn. Tại vì hiện nay thì cũng xin mạn phép điểm qua một số cái nét chính. Hiện nay toàn xã chúng ta là có 1.459
hộ, và trong đó là còn 5.149 nhân khẩu. Toàn xã là có 39 hộ nghèo, 51 hộ cận nghèo, 206 đối tượng chính sách, 302 đối tượng hưởng bảo trợ xã hội. Về tổng số kinh doanh dịch vụ ngành nghề trên địa bàn đến thời điểm hiện tại là có 291 hộ. Về tình hình đảng bộ chúng ta, đảng bộ Văn Sơn hiện tại là có 385 đảng viên, trong đó dự bị 7 đồng chí và miễn sinh hoạt là 53 đồng chí. Đảng bộ có 9 chi bộ, trong đó có 5 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ trường học và 1 chi bộ là ban công xã. Ba công an xã thì hiện nay là lực lượng chính quy gồm 5 đồng chí, do vậy là cũng thành lập riêng một chi bộ. Thứ hai là về một số kết quả nổi bật trong cái thời gian qua của xã nhà chúng ta. Thứ nhất là về thu ngân sách trên địa bàn chúng ta, tính đến 11 tháng của năm 2022 thì chúng ta thu là được đạt 11.670.000.000 trên tổng số 15.597.000.000, đạt 74.8%. Về thu nhập bình quân đầu người chúng ta hiện nay là 62.000.000 đồng trên người trên năm. Về giáo dục thì cũng rất vui mừng, trong năm học vừa qua thì con em Văn Sơn chúng ta cũng đạt được nhiều thành tích trên các cái lĩnh vực, trên các cấp. Cụ thể là về học sinh giỏi quốc gia chúng ta có 7 em, học sinh đạt top phơ 15 em, học sinh đạt cuộc thi Càng Nguyên Diễn Việt là 77 em và học sinh giỏi huyện 68 em. Ngoài ra thì có học sinh giỏi toàn diện là 213 em. Và hiện nay thì xã Văn Sơn chúng ta đã đang trong lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Chúng ta về đích nông thôn mới vào năm 2015 thì hiện nay chúng ta đang trong lộ trình theo chủ trương cấp trên là về đích nông thôn mới nâng cao. Thì hiện nay qua đánh giá thì chúng ta đạt 12 trên 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí của chính phủ đề ra. Gần đây thì có một số cái nét nổi bật trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thứ nhất là cái siêu thị The City do tập đoàn Lan Chi đầu tư vào Văn Sơn tại khu vực 7 hiện nay đã đi vào hoạt động với đa dạng chủng loại các mặt hàng, chất lượng và thu hút đông đảo cái việc mua sắm có nét trên địa bàn cũng như là các xã bản, huyện bản chúng tôi đến mua sắm. Rồi hiện nay như một tháng trao đổi thì hợp tác xã mình thân năng Đô Lương đang đầu tư dự án trồng cây cổ rủi lấy hạt, du lịch sinh thái và giáo dục trải nghiệm với quy mô là 49 hecta và trong tương lai sẽ mở rộng đến khoảng 80 hecta. Và hiện nay thì có một số dịch vụ ban đầu đã đi vào hoạt động và dự kiến là vào dịp sinh nhật Bác 19 tháng 5 năm nay thì sẽ đi vào khai trương chính thức. Thì hiện nay về nông nghiệp thì xã đang thu hút trên cái vùng đất công nghiệp của xã tại vùng ra vùng giống ấy, thu hút hợp tác xã Hải An, hợp tác xã và làm cái chợ và chợ thương mại truyền thống của chúng ta ấy. Thu hút dự án nông nghiệp công nghệ cao quy mô 8 hecta và sắp tới là sẽ làm cả hệ thống nhà màng nhà lưới để trồng nho sữa rồi rau sạch rồi đặt lại rau củ quả an toàn theo chuẩn là global gap có nghĩa là chuẩn để xuất khẩu sang thị trường nước ngoài. Về sản xuất nông nghiệp thì chúng ta học truyền thống cũng có ý thay đổi về truyền thống Văn Trang, đồng lúa Văn Trang, chủ lực chúng ta vẫn là cây lúa, nhưng mà trong thời gian gần đây thì cũng mạnh mẽ là chuyển đổi rồi là đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, đặc biệt là cơ cấu giống. Thì hiện nay Văn Sơn đã qua mấy vụ sản xuất thử cái giống ST25, giống ST25 Hà Nội chúng ta các bạn thân chuyên ăn thì biết là giống mà đi cuộc thi gạo ngon nhất thế giới ấy, ST gạo giống từ nguồn gốc Sóc Trăng, thì chúng ta đã sản xuất mấy vụ và cũng bước đầu là có cái khởi sắc và năng suất rồi khả năng chống chịu. Và vụ xuân này chúng ta đưa vào trên toàn xã khoảng 4 hecta lúa ST25, mong muốn dần dần thì thay thế cái giống AC5 hiện nay là nhiễm sâu bệnh, quá nhiều năm nó thải hóa sâu bệnh cũng nhiều, phải phun thuốc nhiều không mất an toàn. Rồi chúng ta đã quy hoạch và đồng thời xây dựng trường mầm non tại vị trí mới. Một cái củ bao nhiêu năm chúng ta vẫn chưa làm được, nhưng mà hiện nay thì qua vận động nhân dân đổi đất chúng ta đã chuyển trường mầm non ra xây dựng tại vị trí mới. Hiện nay thì 10 phòng học cơ bản
đã hoàn thành, sắp tới sẽ những một số hạng mục nữa thì dự kiến là qua dịp hè này thì các cháu mầm non sẽ được học tại cái vị trí mới khác cao hơn so với hai điểm cũ lâu nay. Rồi chúng ta xây dựng nhà ăn bán trú trường tiểu học, nhà thể chất trung học cơ sở, rồi nâng cấp trường cao, rồi đường giao thông từ xóm ngã ba xóm ba vào đến làng Khe Hương hiện nay nâng cấp cũng rất là khả năng. Cái kiến thức gì thì những cái thuận lợi, chúng ta là một địa bàn ở vùng giữa cũng có nhiều thuận lợi, đặc biệt là trong cái chủ trương của cấp trên đấy, ủy ban tỉnh cũng như huyện Đô Lương hiện nay đã đang phấn đấu xây dựng huyện Đô Lương đạt chuẩn nông thôn mới năm 23 này là phấn đấu huyện Đô Lương đạt chuẩn nông thôn mới, và theo đó thì phấn đấu Đô Lương đạt đô thị loại 4 vào năm 2025 và phấn đấu trở thành thị xã vào năm 2030. Đó là cái lộ trình của nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh cũng như đại hội đảng bộ huyện cũng như phương hướng phát triển của huyện nhà chúng ta. Do vậy là Văn Trấn chúng ta thì sẽ là 114 xã là nằm trong vùng lõi của đô thị Đô Lương. Chúng ta là vùng lõi, vùng trung tâm. Vì vậy hưởng lợi rồi trong cái việc giao thông đi lại rất thuận tiện. Cụ thể là hiện nay thì đã hoàn thiện cái tuyến đường giao thông rộng 15m đối diện siêu thị An Chí, rộng 20m kẹp phía bắc kênh đường 2 đi từ Yên Sơn, từ ngân hàng Nông nghiệp ấy, chạy dọc xuống chính là cái lời ấy, chạy Lam Tô, chạy qua cổng trường tiểu học, sáu trăm một bảy, đường 20m. Tôi là đường giao thông để đạo thi công, đó là đường giao thông phía bắc sông Đào, từ cầu ba chạy xuống Yên Sơn, bắc Sơn, Bình Sơn, và sắp tới sẽ có cái đường cây đá đặc biệt đường cây đá. Là con phải đi không làm chủ kỹ cho ông chân này không biết như ngày xưa đấy giáo hội hạn chế. Tôi rằng cái hiện nay nhất của địa phương đó là đang tập trung xây dựng cái trường mầm non tại vị trí mới, các hạng mục còn lại như nhà vận động rồi nhà chức năng rồi cũng là trường tiểu học để trong lộ trình tại chuẩn quốc gia, và dự kiến là hai trường này để hoàn thiện để cho tháng sáu hai nghìn hai mươi ba này sở giáo dục về thẩm định đạt chuẩn tiểu học thì tại chuẩn mức độ 2, mầm non thì tại chuẩn mức độ 1, thì tầm khoảng cần nhu cầu kinh phí khoảng trên 30 tỷ đồng để hoàn thiện cả kinh phí 15 tháng 8 2023. Thì chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch, tôi có cái thông tin tới hội đồng hương cũng như là thành viên chúng ta ở bên ngoài bên tổ chức để cùng hội tụ về để chúng ta gặp gỡ, mong rằng là khi có chủ trương thì cũng nhận được sự góp sức cũng như góp công cũng như có mặt của tất cả các bạn, các chú, các anh, các chị, các em để cho cái buổi lễ cái phần đăng đoàn. Một lần nữa thì thay mặt cho các vị ủy viên xã chính gửi tới các đồng chí trong ban liên lạc toàn thể hội viên chúng ta lời chúc sức khỏe, đoàn kết và ngày càng lớn mạnh. Chúc cho buổi giao lưu hôm nay chúng ta là thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Thay mặt ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn những tình cảm chân thành đến từ đại diện lãnh đạo xã Văn Sơn. Kính chúc ông cùng toàn thể gia đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Và cũng xin kính mời ông Nguyễn Thanh Bình cùng các ông đại diện lãnh đạo xã Văn Sơn trở lên sân khấu để đón nhận cái tình cảm và lời cảm ơn của ban chấp hành hội đồng hương xã Văn Sơn gửi đến các ông ạ. Xin trân trọng kính mời các ông trở lên sân khấu ạ. Và cũng xin trân trọng kính mời anh Nguyễn Nghĩa Bình, xóm 2 xã Văn Sơn trở lên sân khấu vì anh có những món quà rất là đặc biệt để gửi tặng các vị lãnh đạo xã Văn Sơn. Xin trân trọng kính mời anh. Và thể hội trường chúng ta cùng một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn những tình cảm của các vị lãnh đạo xã Văn Sơn và những món quà của anh Tình cũng như là ban chấp hành hội đồng hương.
một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ạ. Cho các cháu học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, sinh viên giỏi cấp huyện, cấp thành phố, và thay lời cho ban tổ chức thì chúng tôi cũng xin thông báo là các hội viên có mặt tại đây có con em mình đạt học sinh giỏi, sinh viên giỏi cấp thành phố, cấp huyện trở lên thì trở về với sân khấu để đăng ký với ban tổ chức để lát nữa phần diễn ra cái phần trao thưởng cho các em học sinh. Ban tổ chức chúng tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm đóng góp về vật chất, tinh thần của các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm, các đồng chí, những người con quê hương Văn Sơn. Và trong buổi lễ ngày hôm nay, tôi thay mặt cho ban tổ chức cũng xin được gửi lời cảm ơn đặc biệt đến những sự ủng hộ kinh phí tài trợ của các nhà tài trợ Kim Cương, tài trợ Vàng. Bởi vì chúng ta ở đây cũng có rất nhiều những cái tình cảm đóng góp và tài trợ cho hội, không thể kể hết ra đây được. Cũng có danh sách của bên ban quỹ đã ghi danh ở trong sổ. Trong buổi họp mặt hôm nay thì chúng tôi cũng chỉ thay mặt cho ban tổ chức xin được vinh danh những nhà tài trợ Vàng, những nhà tài trợ Kim Cương cho buổi họp mặt ngày hôm nay và cho quỹ của hội chúng ta. Xin trân trọng được vinh danh các nhà tài trợ Kim Cương, gia đình anh Lê Đình Liên tài trợ 30 triệu đồng, gia đình anh Nguyễn Đăng Dũng tài trợ 20 triệu đồng, gia đình anh Võ Văn Ba tài trợ 20 triệu đồng, gia đình anh Nguyễn Anh Tuấn, chị Nguyễn Tuyết Nhung tài trợ 20 triệu đồng, gia đình anh Trương Công Đắc tài trợ 20 triệu đồng, gia đình anh Lê Đình Hà tài trợ 15 triệu đồng, gia đình anh Lê Đình Du tài trợ 10 triệu đồng. Và một lần nữa chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn các nhà tài trợ. Cảm ơn các nhà tài trợ, đặc biệt cảm ơn sự quan tâm đóng góp của gia đình các anh chị nhà tài trợ Vàng, nhà tài trợ Kim Cương. Và mong rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm đóng góp của các anh chị cho quỹ của hội ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn. Và ban tổ chức xin kính mời các nhà tài trợ Vàng, các nhà tài trợ Kim Cương vừa được vinh danh tại đây trở lên sân khấu để đón nhận những bó hoa tươi thắm và những lời cảm ơn của ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng kính mời anh Lê Đình Liên. Xin trân trọng kính mời anh Nguyễn Đăng Dũng, anh Võ Văn Ba, anh Nguyễn Anh Tuấn, anh Trương Công Đắc, anh Lê Đình Du và anh Lê Đình Hà trở lên sân khấu ạ. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng kính mời ông Lê Văn Thanh, trưởng ban tổ chức Hội đồng Hương sẽ lên sân khấu trao tặng bó hoa tươi thắm và gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ Vàng và các nhà tài trợ Kim Cương. Xin trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ Kim Cương ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa toàn thể chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn các nhà tài trợ ạ. Xin trân trọng cảm ơn. Kính chúc các nhà tài trợ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và có những đóng góp và quan tâm hơn nữa đến hội. Xin trân trọng cảm ơn. Chữ hiếu, đạo lý uống nước nhớ nguồn, kính lão đắc thọ, kính già già để tuổi cho. Bởi vậy mỗi người thêm một tuổi là thêm sự kính trọng, tôn vinh từ phía gia đình, họ hàng và làng xóm. Việc chúc thọ là lòng hiếu thảo của các bậc con cháu đối với ông bà cha mẹ. Kính già trọng thọ là truyền thống tốt đẹp từ hàng ngàn đời nay của dân tộc ta, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của con cháu đối với người cao tuổi. Cùng với việc chăm sóc và phụng dưỡng biết ơn ông bà cha mẹ trong đời sống thường ngày, đó là truyền thống đạo lý vô cùng tốt đẹp của Việt Nam ta. Hôm nay, trong buổi gặp mặt đầu xuân Quý Mão 2023 của Hội đồng Hương xã Văn Sơn tại Hà Nội, chúng ta cùng vui mừng được chúc thọ các cụ được đạt tuổi tròn, có danh sách kèm theo đạt tuổi từ 70, 75, 80, 85.
trong hội. Và trên tay tôi cũng có danh sách mừng thọ các cụ đạt tuổi tròn từ năm 2020, 2021, 2022, 2023. Vì lý do là những năm trước thì do đại dịch Covid cho nên là chúng ta không tổ chức được cái buổi gặp mặt để chúc thọ các cụ. Và năm nay nhân dịp buổi gặp mặt sau kỳ Covid thì cũng xin được kính chúc thọ tất cả các cụ. Và sau đây tôi xin đọc danh sách các cụ đạt tuổi các năm. Và xin mời các cụ có danh sách được chúc thọ năm 2020 sẽ lên sân khấu trước. Nếu cụ nào vắng mặt thì xin mời con cháu của các cụ sẽ lên sân khấu để nhận cái phần thưởng, phần chúc thọ của các cụ ạ. Xin trân trọng kính mời cụ Nguyễn Thái Thắng sinh năm 1950. Đây là chúc thọ năm 2020 ạ, cụ đạt 70 tuổi. Cụ Thái Thị Tư sinh năm 1950 đạt tuổi thọ 70. Cụ Nguyễn Đăng Hà sinh năm 1950 đạt thọ 70. Cụ Trần Văn Hiếu sinh năm 1950 đạt thọ 70. Cụ Lê Thị Cường sinh năm 1945 đạt thọ 75. Cụ Nguyễn Thị Đường sinh năm 1945 đạt thọ 75. Cụ Trần Thị Quế sinh năm 1945 đạt thọ 75. Cụ Trần Quý Khách sinh năm 1945 đạt thọ 75. Cụ Nguyễn Thị Kha sinh năm 1945 đạt thọ 75. Cụ Lê Đức Hồng sinh năm 1945 đạt thọ 75. Cụ Hoàng Thị Hiệp sinh năm 1945 đạt thọ 75. Cụ Nguyễn Thị Phương sinh năm 1940 đạt thọ 80. Cụ Bùi Đăng Quỳnh sinh năm 1940 thọ 80. Cụ Hoàng Sĩ An sinh năm 1940 thọ 80. Cụ Nguyễn Thị Bắc sinh năm 1940 thọ 80. Cụ Đỗ Thị Đính sinh năm 1940 thọ 80. Cụ Nguyễn Văn Thành sinh năm 1940 thọ 80. Cụ Lê Văn Thảo sinh năm 1940 thọ 80. Và cụ Nguyễn Văn Hậu sinh năm 1935 đạt thọ 85. Xin trân trọng kính mời 19 cụ và con cháu của các cụ có tên tôi vừa mới đọc trở lên sân khấu để nhận quà chúc thọ. Buổi hội trường ngày hôm nay thì cũng xin kính mời các cụ khẩn trương lên sân khấu để nhận những phần quà chúc thọ của hội ạ. Danh sách mừng thọ năm 2021. Xin kính mời cụ Nguyễn Thị Vân sinh năm 1941 thọ 80. Cụ Lê Văn Thạch sinh năm 1951 thọ 70. Cụ Trần Thị Cầm sinh năm 1946 thọ 75. Cụ Trương Đình Kháng sinh năm 1946 thọ 75. Cụ Hoàng Thị Minh sinh năm 1946 thọ 75. Cụ Nguyễn Hữu Phong sinh năm 1946 thọ 75. Cụ Nguyễn Xuân Tính sinh năm 1946 thọ 75. Cụ Lê Văn Pháp sinh năm 1951 thọ 70. Cụ Trương Công Quát sinh năm 1941 thọ 80. Cụ Nguyễn Thị Thìn sinh năm 1941 thọ 80. Cụ Hoàng Đình Đông sinh năm 1936 thọ 85. Cụ Lê Thị Long sinh năm 1936 thọ 85. Cụ Trương Thị Thanh sinh năm 1936 thọ 85. Cụ Nguyễn Hồng Ngoạm sinh năm 1936 thọ 85. Và cụ Hà Thanh Bảo sinh năm 1936 thọ 85. Vừa rồi thì tôi thông qua danh sách mừng thọ các cụ đạt tuổi tròn năm 2021 ạ. Xin trân trọng kính mời các cụ và các con cháu của các cụ có mặt trong hội trường ngày hôm nay khẩn trương trở lên sân khấu để nhận phần quà chúc thọ của ban tổ chức ạ. Xin trân trọng kính mời. Cô lên lên sân khấu chụp ảnh. Cô lên sân khấu chụp ảnh. Và tiếp theo thì tôi cũng xin cô lên sân khấu chụp ảnh. Cô lên sân khấu đi. Danh sách mừng thọ năm 2022 các cụ đạt tuổi tròn ạ. Anh ai cũng quay đây này. Xin trân trọng kính mời các cụ bước lên sân khấu ạ. Các anh chị bước lên sân khấu để chúng ta nhận quà và chụp ảnh lưu niệm ạ. Và các con cháu của các cụ đang có mặt tại khán phòng chúng ta cần. Xin được thông báo danh sách mừng thọ các cụ đạt tuổi tròn năm 2022 ạ. Sinh tuổi 80, cụ Nguyễn Đăng Tùng sinh năm 1942 đạt tuổi 80. Cụ Nguyễn Văn Cơ sinh năm 1942.
thọ cho các cụ đạt tuổi tròn năm 2022 ạ. Á sinh năm 1953 đạt tuổi 70. Cụ Lê Đình Dương sinh năm 1953 đạt tuổi 70. Cụ Lê Thị Quyên sinh năm 1953 đạt tuổi 70. Cụ Lê Đăng Lương sinh năm 1953 đạt tuổi 70. Cụ Bùi Đăng Thành sinh năm 1953 đạt tuổi 70. Cụ Nguyễn Thị Hoa sinh năm 1953 đạt tuổi 70. Cụ Đặng Đức Thuyết sinh năm 1953 đạt tuổi 70. Cụ Nguyễn Thị Hoài sinh năm 1948 đạt tuổi 75. Cụ Vũ Thị Hồng Thu sinh năm 1948 đạt tuổi 75. Cụ Nguyễn Văn Duyên sinh năm 1943 đạt tuổi 80. Cụ Đình Văn Ngân, Đình Thị Ngân sinh năm 1943 đạt tuổi 80. Cụ Trương Thị Trinh sinh năm 1943 đạt tuổi 80. Cụ Nguyễn Văn Duy sinh năm 1938 đạt tuổi 85. Cụ Lê Văn Trọng sinh năm 1938 đạt tuổi 85. Cụ Vũ Thị Dung năm 1988 đạt tuổi 75. Xin trân trọng kính mời các cụ và các con cháu của các cụ trở lên sân khấu để nhận quà. Cậu nhìn cháu nhá. 1, 2, 3. Có cái nhân sự để mà tiếp tục gọi là giúp hội chúng ta kết nối mỗi ngày một tốt hơn, đúng không ạ? Chẳng hoạt động được cái gì cả, đúng không ạ? Đấy thì vừa rồi ấy, chúng tôi trong họp ban liên lạc vừa rồi ấy, là có một cái dự kiến muốn đề nghị bổ sung thêm một vài trường hợp. Nhưng mà điều ấy về Lê Đình Du là thực ra anh Du đã mấy năm nay là thường xuyên họp với chúng tôi bất liên lạc, nhưng mà với tinh thần là nhiệt tình vô tư cực kỳ luôn. Nhưng mà chúng tôi muốn ai nhất là có mặt chính thức trong bất liên lạc là chúng tôi đề xuất thứ nhất. Cái nhân người thứ hai là anh Lê Đình Dương, là nhờ cũng vừa mới nhận cái danh ba mà chúng tôi đề xuất, nhưng mà sáng nay không thấy. Một bạn rất trẻ đó là anh Trần Văn Minh, là người mà cũng vừa rồi tài trợ là 3 triệu. Và một thằng Nguyễn Văn Thắng là con anh Nguyễn Văn Hồng nha. Một người nữa mà chúng tôi muốn mời đó là chị Nguyễn Thị Sơn. Đấy, thì là rất rất vui là sáng nay tôi gặp. Đấy là những cái mâm năm ngôi 4 thì tạm thôi với nhau, ai ngôi 6 thì nên chia ra thành một bốn đi để chúng ta chạm đủ hết tất cả các khán địa, đúng không? Đồng ý không ạ? Tôi là ở một nửa hai một và nửa nhà ở hai phần nhà, tôi đến báo cáo với các anh các chị các công nhân mà các công nhân các anh chị là tôi tức là cũng làm được trong hội đồng hương có cái đặc của hội đồng hương sở thôi. Tại vì hiện nay là tôi hay về quê. Đấy, tôi từ ở quê chủ yếu hơn, tôi đến ở Hà Nội hơn, tôi đến đây để làm cho tôi được xin rút cho con bà một bộ trường hoa mẹ ạ. Các quý vị đại biểu, khách quý, các vị lãnh đạo xã Văn Sơn đã không quản ngại đường xa xa xôi để về dự buổi gặp mặt cùng bà con đồng hương ngày hôm nay, góp phần quan trọng vào sự thành công của buổi lễ, là nguồn chia sẻ, động viên, cổ vũ to lớn đối với công tác của hội. Thay lời cho ban liên lạc hội đồng hương xã Văn Sơn, xin trân trọng cảm ơn tất cả các nhà tài trợ, đặc biệt cảm ơn các nhà tài trợ Kim Cương, các nhà tài trợ vàng đã tài trợ cho quý cùng toàn thể bà con. Và ngay sau đây xin trân trọng kính mời các bạn ngày hôm nay. Và trong quá trình là chúng ta liên hoan thì xin trân trọng kính mời các quý vị cùng người liên hoan chúng ta vừa hướng mắt lên sân khấu để xem một đoạn clip về các hình ảnh hoạt động của hội đồng hương xã Văn Sơn trong 60 năm qua. Và ban tổ chức chúng tôi tiếp tục đón nhận những đăng ký các tiết mục ca nhạc cho buổi họp mặt ngày hôm nay ạ. Xin chào và kính mời các quý vị. Và xin mời các quý vị chúng ta cùng pha rượu để chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho buổi họp mặt ngày hôm nay.
tôi bao nhá, bao bao để xe để ăn. Sơn và gia đình thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an trong năm mới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.